kinh văn. A Nan, những câu vi diệu, những kệ bí mật, Tát Đát Đa, Bát Đát La của hóa thân từ hào quang nơi đỉnh Phật, sinh ra tất cả các Phật khắp mười phương, thập phương Như Lai nhân chủ tâm này mà được thành vô thượng chánh biến tri giác. Giảng giải. A Nan, những câu vi diệu, những kệ bí mật, Tát Đát Đa, Bát Đát La của hóa thân từ hào quang nơi đỉnh Phật. Trước câu Tát Đát Đa, Bát Đát La còn có hai chữ Maha, nghĩa là lớn. Hán dịch: Đại Bạch tán cái, tức lọng trắng lớn. Cái lọng này có bao trùm các chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới. Kệ là đoạn lặp lại, trùng tụng. Chú là mật ngữ, gồm nhiều câu nối tiếp nên gọi là kệ bí mật. Bài chú này sinh ra tất cả các Phật khắp mười phương, do đó chú Lăng Nghiêm còn gọi là mẹ của chư Phật. Thập phương Như Lai nhân chú tâm này mà được thành vô thượng chánh biến tri giác. Do chú Lăng Nghiêm mà các đức Phật được chánh biến tri. Chánh biến tri là sự biết từ tâm ứng khởi với mật pháp, cũng tức là mật pháp xuất hiện từ tâm. Kinh văn: Mười phương Như Lai nắm chú tâm này, trấn áp các ma, chế phục ngoại đạo. Giảng giải: Tâm chú, tức chú Lăng Nghiêm, được tuyên thuyết từ hóa thân Phật, ngồi trên sen báu, trong ánh hào quang từ đỉnh Phật Thích Ca. Mười phương Như Lai nắm chú tâm này, trấn áp các ma, chế phục các ngoại đạo. Đấy là tâm chú, và là tâm chú của các Phật, nên các thiên ma và hàng ngoại đạo tà kiến đều sợ hãi lánh xa thần chú này. Kinh văn: Mười phương Như Lai hành tâm chú này, ngồi tòa sen báu, ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Giảng giải: Mười phương Như Lai hành tâm chú này, nhờ vào thần chú, tức uy lực của tâm chú, và ngồi tòa sen báu rất nhiều hoa, ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Hóa thân Như Lai thị hiện trong khắp các cõi nước nhiều như số vi trần. Đấy là uy lực của tâm chú Lăng Nghiêm. Kinh văn: Mười phương Như Lai ngậm tâm chú này, nơi cõi nước như số vi trần chuyển bánh xe pháp lớn. Giảng giải: Khi mười phương Như Lai nơi cõi nước như số vi trần chuyển bánh xe pháp lớn, thảy đều nhờ vào thần chú và ngậm tâm chú này. Kinh văn: Mười phương Như Lai giữ tâm chú này, có thể nơi mười phương xoa đảnh thọ ký, tự mình quả vị chưa thành cũng có thể nơi mười phương mong nhờ Phật thọ ký. Giảng giải: Mười phương Như Lai giữ tâm chú này, tiếp thụ và giữ tâm chú, có thể nơi mười phương xoa đảnh thọ ký, mọi người được dự báo sẽ được thành Phật. Tự mình quả vị chưa thành cũng có thể nơi mười phương mong nhờ Phật thọ ký. Nếu các ông chưa có quả vị, Phật cũng sẽ xoa lên đầu các ông và dự báo sẽ thành Phật. Kinh văn: Mười phương Như Lai nương tâm chú này, có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mù, điếc, ngọng, câm. Các khổ oán tán hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thạnh. Các nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát. Nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước. Những đói, khát, bần cùng liền được tiêu tán. Giảng giải: Mười phương Như Lai nương tâm chú này, có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ. 1. Sinh. 2. Tuổi già. 3. Đau bệnh. 4. Chết. 5. Yêu nhau phải xa cách. 6. Phải gần gũi với người mình oán ghét. 7. Cầu chẳng được. 8. Khổ do thân tâm, năm ấm sinh trưởng quá mạnh. Ngoài ra còn có 8 nỗi khổ khác. 1. Khổ của địa ngục. 2. Khổ của quỷ đói. 3. Khổ của loài vật. 4.
khổ vì đuôi, điếc hoặc câm. 5. Khổ vì sinh nơi Bắc Câu Ly Châu. 6. Khổ vì sinh vào lúc thế gian không có Phật. 7. Khổ vì tranh luận tri thức và khả năng trong thế gian. 8. Khổ vì tái sinh vào cõi trời thọ mạng quá lâu dài. Chúng sinh trong cõi Bắc Câu Ly Châu có thọ mạng rất lâu, đời sống trung bình cả ngàn tuổi. Cư dân nơi đây rất an lạc, bình đẳng. Khổ ở đây là không được thấy Phật, nghe Pháp, hoặc có được tăng già. Do đó, sống ở đó cũng là một trong 8 nỗi khổ. Sự thật, chúng sinh nơi các cõi trời, mặc dù có thọ mạng lâu dài, nhưng nếu không gặp được Tam Bảo, thì cũng xem là khổ vậy. Tranh luận về tri thức và khả năng trong thế gian bao hàm nhiều lĩnh vực, kiến thức khác nhau, chẳng hạn phạm khoa học. Họ cố gắng trình bày, giải thích những nguyên tắc vô nguyên tắc và lý do thì không đâu vào đâu. Như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mù, điếc, ngọng, câm đều thuộc 8 nỗi khổ. Các khổ oán tán hội. Quý vị không ưa người nào đó và muốn tránh đi, tìm nơi khác, nhưng rồi lại gặp phải người đáng chán như trước đó. Hoặc như ái biệt ly, quý vị đặc biệt yêu thích người nào, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải xa lì họ. Cầu bất đắc là tìm không được điều như ý, tâm sinh ra thất vọng, khổ não. Ngũ ấm xí thạnh, năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi thịnh thì bừng lên như lửa cháy. Các nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát. Có thể đó là sự đột tử, hoặc tai nạn xe cộ, hoặc bị sát hại. Những khổ khác như nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, những đói, khát, bần cùng liền được tiêu tán. Kinh văn: Mười phương Như Lai, theo tâm chú này, có thể nơi mười phương phụng sự các thiện tri thức. Trong bốn uy nghi, cúng, dùng được như ý. Trong pháp hội hằng xa Như Lai, được suy tôn là Đại Pháp Vương Tử. Giảng giải: Mười phương Như Lai, theo tâm chú này, có thể nơi mười phương phụng sự các thiện tri thức. Các bậc thiện tri thức đều được cúng dường và phụng sự. Trong bốn uy nghi cúng dùng được như ý, khi hành lễ Tam Bảo, họ đều thực hiện theo đúng pháp. Trong pháp hội hằng xa Như Lai, được suy tôn là Đại Pháp Vương Tử. Trong pháp hội hằng xa Như Lai, được suy tôn là Đại Pháp Vương Tử. Đấy là những môn đồ ưu việt của Đức Phật. Kinh văn: Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, có thể nơi mười phương nhiếp thụ các thân nhân, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe kinh được tạng bí mật, chẳng sinh lòng kinh sợ. Giảng giải: Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, có thể nơi mười phương nhiếp thụ các thân nhân. Đức Phật có 6 loại quyến thuộc, đấy là những người đầu tiên theo học đạo và được gần gũi Phật. Tại sao khi Đức Phật Thích Ca thành đạo xong, Ngài liền đi đến vườn Nai để gặp lại 5 vị tỳ kheo? Những vị tỳ kheo ấy nguyên là quyến thuộc của Phật từ trong đời quá khứ và trong đời hiện tại. Họ đều được Phật dạy, khiến cho các hàng tiểu thừa, đấy là những quyến thuộc của họ, chìm đắm trong các pháp tiểu thừa. Nghe kinh được tạng bí mật, chẳng sinh lòng kinh sợ. Khi được nghe tạng bí mật của Phật, tức giáo pháp đại thừa, họ sẽ không còn sợ hãi. Kinh văn: Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, thành đạo vô thượng, ngồi dưới cây bồ đề, vào đại niết bàn. Giảng giải: Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, làm thế nào các Như Lai trong mười phương trở thành Phật? Đấy là do tụng tâm chú này. Tụng có nghĩa là lặp lại từ trí nhớ, chứ không phải nhìn vào sách đọc. Thành đạo vô thượng, ngồi dưới cây bồ đề và thành vị Phật vì tụng thần chú này
và vào đại niết bàn. Kinh văn: Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ thì phó chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo, giới luật nghiêm tịnh, thảy đều được trong sạch. Giảng giải: Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ thì phó chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo. Sau khi Phật vào Niết Bàn, mọi người đều y theo pháp tu tập và phụng sự Phật Pháp. Giới luật nghiêm tịnh, thảy đều được trong sạch. Nhờ vào uy lực của chú mà mọi người đều được trong sạch và trọn vẹn. Kinh văn: Nếu ta nói chú Phật Đỉnh Quang Tụ Bát Đát La này từ sáng đến tối có tiếng nối nhau, trong đó có những chữ, những câu cũng không trùng điệp, trải qua kiếp số như các sông Hằng, rốt cùng không thể dứt hết. Giảng giải: Nếu ta nói chú Phật Đỉnh Quang Tụ Bát Đát La này từ sáng đến tối các tiếng nối nhau, trong đó có những chữ, những câu cũng không trùng điệp. Câu chú Bát Đát La liên hệ với chú Lăng Nghiêm, đấy là chú kiên cố, là chú đại bạch tán cái, trải qua kiếp số như các sông Hằng, rốt cùng không thể dứt hết. Tôi không sao giảng giải cho hết công đức và sự kỳ diệu của tâm chú Lăng Nghiêm được. Kinh văn: Chú này cũng gọi tên là Như Lai Đảnh. Giảng giải: Chú này cũng gọi tên là Như Lai Đảnh, đấy là tên gọi của bài chú. Kinh văn: Hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, phát lòng chí thành tu chứng quả A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu không trì chú này mà ngồi vào đạo tràng, mong muốn cho thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể được. Giảng giải: Hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, vẫn bị vây hãm trong sáu nẻo luân hồi sanh tử, và phát lòng chí tâm tu chứng quả A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ông muốn đạt được quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng nếu không trì chú này mà ngồi vào đạo tràng, mong muốn cho thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể được. Như ông muốn thành A-La-Hán hoặc muốn ngồi vào đạo tràng để thành Phật, thân tâm xa lìa ma sự nhiễu loạn mà không trì thần chú này thì không thể được. Kinh văn: A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh tùy cõi nước mình sinh ra, như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để biên chép chú này, đựng trong túi thơm, nếu người đó tối tâm, tụng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người, hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. Giảng giải: Đây là luận về chức năng của chú. A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh, chỉ chung cho các chúng sanh trong cõi này và tất cả các thế giới khác, tùy cõi nước mình sinh ra, có thể đó là nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái, Miến Điện, Tích Lan hoặc một khu vực nào khác, họ có thể viết trên các loại như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để biên chép chú này. Vật liệu dùng để viết không phải là vấn đề quan trọng, và người ta có thể viết một cách cẩn thận, kính cẩn, hoặc viết tháo cho nhanh, sau đó đựng trong túi thơm. Nếu người đó tối tâm, tụng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người, hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. Nếu người đó không có trí nhớ tốt, hoặc đầu óc mơ hồ, không tụng chú được thuận lợi, họ có thể viết chú cho vào túi nhỏ đeo bên người, hoặc treo trên tường nhà. Làm được như vậy, người đó suốt đời không bị độc hại. Kinh văn: A Nan, nay ta vì ông tuyên lại chú này, cứu giúp trong thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Giảng giải: A Nan, nay ta vì ông tuyên lại chú này, tức là chú Lăng Nghiêm,
cứu giúp trong thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh, thực hiện trọn vẹn những mong muốn của các chúng sanh, nhưng quan trọng nhất là giúp mọi người được thành tựu trí xuất thế gian. Kinh văn: Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp có người tự mình biết tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh trì tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được, nước sẽ không đắm được, các độc lớn độc nhỏ đều không hại được. Giảng giải: Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp, kể cả mọi người chúng ta nơi đây, có người tự mình biết tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh trì tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được. Người đó có thể tụng chú theo trí nhớ, hoặc chỉ dạy cho người khác cũng theo trí nhớ. Người tụng chú theo trí nhớ, hoặc đọc theo ghi chép, người đó sẽ không bị nạn lửa thiêu đốt, và nước không đắm được, các độc lớn, độc nhỏ đều không hại được. Kinh văn: Như vậy, cho đến các hàng thiên, long, quỷ, thần, tinh, kỳ, ma, mị, có những chú giữ đều chẳng làm được gì. Tâm người ấy được chính thụ, tất cả mọi chú trớ, yểm cổ, thuốc độc, kim ngân, ngân độc, kim độc, ngân độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn vào miệng người ấy đều thành vị cam lồ. Giảng giải: Như vậy, cho đến các hàng thiên, long, quỷ, thần, tinh, kỳ, ma, mị, có những chú giữ đều chẳng làm gì được. Tất cả mọi loài ma quỷ đều dùng chú trớ. Có năm đoạn chú mà tôi đã nói qua, đó là Chư Tu Ni Ơ Cha La Mi Li Chu Bồ Li Tan La Dề Ninh Che Lý, biểu hiện cho năm phương, năm bộ và năm vị Phật. Đấy là ngũ đại tâm chú. Quý vị không nên xem thường, tâm chú ấy là của chư Phật trong năm phương. Nó có công năng hủy diệt mọi chú trớ của các loài ma quỷ. Tâm người ấy được chính thụ, khi quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ được chánh định. Tất cả mọi chú trớ, mọi chú thuật của thiên ma và quyến thuộc đều không thể gây hại cho quý vị. Yếm cổ, đây là một loài phù chú ở khu vực Đông Nam Trung Quốc hoặc Đông Nam Châu Á như Miến Điện, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia và các nơi khác. Phù chú sử dụng gọi là cổ, làm cho mê hoặc đờ đẫn, căn bản là chú thuật. Nếu quý vị ăn phải loại độc đó, quý vị hoàn toàn không lệ thuộc họ, phải làm những gì họ sai khiến. Nếu chống lại chỉ có nước chết. Ở Úc, trong các vùng núi có tôn giáo để dùng chú thuật thu nhỏ đầu người cỡ quả trứng, và họ trưng bày như biểu hiện uy lực của phù thủy vậy. Trong thế giới mênh mông này có rất nhiều sự việc siêu nhiên. Quý vị đừng cho rằng mình không thấy thì dứt khoát không tin là nó có thật. Nếu ai đó không tin thì thật là ngu ngốc. Tại sao tôi lại nói vậy? Có nhiều sự việc quý vị không bao giờ nhìn thấy được, còn như muốn tìm hiểu, chứng kiến tận mắt rồi mới tin thì e là đến cuối đời mình cũng không biết được. Trước khi nước Mỹ tìm thấy, đã có người biết khu vực ấy là hiện hữu. Nếu như quý vị gặp ai đó và cố gắng giải thích rằng có một lục địa khác, cũng có núi, có sông, có cư dân, thì chắc chắn họ sẽ không tin. Thế nhưng, cho dù họ có không tin, thì từ xứ sở Mỹ vẫn hiện hữu ở nơi xa xôi kia. Cũng vậy, quý vị không tin vào những chuyện lạ vì cho là vô lý, nhưng thực sự không phải vậy. Chúng ta thường phủ nhận những gì mình không chứng kiến, căn bản là vì quý vị không nhận thức rõ về sự thật thế giới này. Một người bị yếm cổ trù dập thì khó lòng thoát khỏi.
còn như chống lại ác sẽ chết. Sự độc hại của yếm cổ cùng với thuốc độc, kim độc, ngân độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn vào miệng người ấy, tức những người tụng chú Lăng Nghiêm, đều sẽ thành vị cam lộ. Nếu quý vị đề nghị, tôi muốn thử nghiệm điều ấy, quý vị vẫn chưa thực sự tụng chú Lăng Nghiêm. Khi nào quý vị bắt tay thực hiện và thấy có hiệu quả kỳ diệu, khi ấy chúng ta có thể thử nghiệm được. Còn như chưa đạt đến độ ấy thì không nên. Kinh văn: tất cả ác tinh cùng với các quỷ thần, lòng dữ hại người, đối với người ấy cũng không thể khởi lên niệm ác. Tần Na Dạ Ca và các quỷ vương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lấy ân sâu, thường giữ gìn ủng hộ. Giảng giải: đoạn trước có nói về các loại độc khi vào miệng người trì tụng chú Lăng Nghiêm thì nó thành vị cam lồ. Căn bản là những loại độc đó đã biến đổi vị. Sự biến đổi ấy là do người trì tụng chú Lăng Nghiêm. Tất cả ác tinh liên hệ với nhiều sao dữ như trư đầu và bạch hổ tinh hoặc sao tượng ti rất xấu, có thể gây chết người. Nhưng các loại sao ấy không thể gây hại, cùng với các quỷ thần lòng dữ hại người. Có người nói họ không tin có quỷ, họ không thấy nên không tin. Nếu nhìn thấy, họ không thể không tin. Cho dù có không muốn tin, cũng phải tin thôi. Lòng dữ là một loại thuốc độc rất nguy hại, nhưng nó có ngấm vào tim một người trì chú Lăng Nghiêm cũng sẽ chẳng gây hại gì. Cho nên đối với người ấy cũng không thể khởi lên niệm ác. Sự độc hại trong tim người đó đã được chuyển hóa. Tần Na Dạ Ca được nói đến trong phần Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là vị quỷ thần thường hiện thân mình người, đầu heo hoặc đầu voi, trông rất dữ dằn, xấu xí. Và các quỷ vương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lấy ân sâu, thường giữ gìn ủng hộ. Các quỷ vương và thần hộ pháp thấm nhuần lòng từ sâu xa của Phật trong quá khứ, nên thảy đều ra sức gìn giữ, bảo hộ người tụng chú Lăng Nghiêm này. Kinh văn: A Nan, nên biết chú này thường có 84.000 Na Do Tha Hằng Sa Câu Chi chủng tộc Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Mỗi mỗi đều có các chúng Kim Cang làm quyến thuộc, đêm ngày theo hầu. Giảng giải: Na Do Tha là một trong 14 số lớn nhất trong ngôn ngữ Sanskrit. Có người nói Na Do Tha bằng 1 tỷ tỷ, người khác cho là 10 tỷ tỷ. Nhìn chung, đó là con số rất lớn. Hằng Sa Câu Chi tương đương 1 tỷ tỷ. Không chỉ Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hộ trì thần chú, mà các quyến thuộc của Kim Cang cũng đều tham gia bảo hộ, đêm cũng như ngày, luôn theo giúp người tụng chú Lăng Nghiêm. Lời nguyện của các Bồ Tát như sau: Nam mô mười phương Phật, Nam mô mười phương Pháp, Nam mô mười phương Tăng, Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Phật Đỉnh Tối Thắng Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. 84.000 là chỉ số lượng lớn, có nhiều vô số. Thực sự không chỉ có Kim Cang Tạng Bồ Tát và các quyến thuộc, mà còn rất nhiều Bồ Tát khác cũng theo bảo hộ. Kinh văn: giả như có chúng sanh với tâm tán loạn, chứ không phải tam ma địa, tâm nhớ niệm trì chú này, thì các Kim Cang Vương cũng thường theo bên thiện nam tử kia, huống hồ là người có tâm bồ đề quyết định. Các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó sẽ dụng tinh tâm thầm xúc tiến phát huy thần thức. Giảng giải: giả như có chúng sanh với tâm tán loạn, tư tưởng rời rạc, không tập trung được, chứ không phải tam ma địa, tâm niệm định chỉ, nhưng tâm nhớ niệm trì chú này, người ấy nhớ đọc chú Lăng Nghiêm của Phật, thì các Kim Cang Vương, các vị Bồ Tát cũng thường theo bên thiện nam tử kia,
tức những người tâm tán loạn, nhưng tụng thần chú này. Huống hồ là người có tâm bồ đề quyết định. Người có tâm bồ đề kiên cố sẽ được các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đó sẽ dụng tinh tâm thầm xúc tiến phát huy thần thức. Các Bồ Tát sẽ âm thầm giúp đỡ và họ sẽ làm gì? Đấy là giúp quý vị phát huy trí tuệ. Ý thức tản mạn của quý vị dần dần được tập trung và chú định, sau đó sẽ đạt được khả năng thiền tịnh. Sự gia hộ, giúp đỡ của các Bồ Tát đều âm thầm, không thể thấy biết được. Kinh văn: người ấy liền khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà sa kiếp, rõ biết khắp cùng, được không nghĩ hoặc. Giảng giải: khi Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát thầm giúp người ấy phát huy trí tuệ, thì người ấy liền khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà sa kiếp, rõ biết khắp cùng, được không nghĩ hoặc. Họ hiểu biết rất rõ những sự việc xảy ra trong suốt quá khứ rất lâu xa, trí không còn nghi ngờ. Điều ấy có nghĩa họ được định trong đời sống quá khứ, biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Kinh văn: từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, đời đời người ấy đều không sinh vào các loại dược xoa, la sát, phú đan na, ca tra phú đan na, cư bàn trà, tỳ xá xà, cùng các loài ngạ quỷ, có hình không hình, có tưởng không tưởng, và những nơi dữ như thế. Giảng giải: từ kiếp thứ nhất cho đến kiếp cuối cùng, tức là đến khi thành Phật, đời đời người ấy đều không sinh vào các loại dược xoa. Họ vẫn còn tới lui sinh tử, nhưng không sanh vào các nẻo dữ như dược xoa, tiệp tật quỷ, cũng không sinh vào la sát, một loài quỷ dữ ăn thịt người. Khi có người chết, loài quỷ này dùng bùa chú làm cho xác chết thành thịt tươi sống và ăn lấy. Họ cũng tránh phải vào đường phú đan na, xú ác quỷ. Nếu quý vị gặp phải loài quỷ này, quý vị sẽ phát sốt ngay. Người ấy cũng không sinh vào làm ca tra phú đan na. Loài quỷ có mùi cực thối, đấy là mùi hôi thối cực mạnh, chắc chắn là quý vị chưa từng biết đến. Nếu ngửi phải sẽ bị nôn tháo tức khắc. Loài quỷ này cũng là nguyên nhân gây nên cảm sốt. Cơn nóng sốt lên đến 120 độ hoặc cao hơn, sức nóng có thể đốt cháy cả xương người. Người đó không sinh làm cưu bàn trà, còn gọi là quỷ bí đao, loài quỷ chuyên hút tinh khí người. Khi quý vị ngủ, chúng hiện đến và hút lấy tinh khí, làm cho tê liệt đi. Quý vị có mở mắt ra tìm thì cũng chẳng động đậy hay nói năng gì được. Loài quỷ này rất hung dữ, chúng có thể giết người và hút lấy tinh lực. Nếu một người có dương khí thịnh, chúng quay sang hút âm khí. Thế nào là dương? Dương ở con người có nghĩa luôn luôn hạnh phúc, thực sự hạnh phúc trong tự tánh của quý vị. Đấy là kinh nghiệm cực hỷ trong tánh sở hữu. Còn như tự tánh của mình lúc nào cũng lo buồn, rầu rĩ, bị nhiều áp lực, luôn chịu nhiều đau khổ dày vò, thì đó là âm. Âm là thuộc tính của quỷ, dương là thuộc tinh thần. Ưu thế của dương là tinh thần, ưu thế của âm là quỷ. Người tu học Phật có lực dương trong sạch và nhẹ nhàng. Đối với một người quá thịnh âm thì lực hắc ám. Người thiện họ có luồng khí trắng vây quanh. Người xấu ác thì quanh họ chỉ là hắc ám đen tối. Người tụng thần chú này cũng không sinh làm tỳ xá già. Tỳ xá già là loài quỷ ăn khí huyết con người. Đây là loài quỷ cực hung ác, không có chút lương thiện. Hầu hết quỷ là loài xấu, là ác. Nhưng trong số cũng có quỷ nhân từ như Bồ Tát, chẳng hạn như quỷ vương ra sức trừng trị các quỷ khác. Họ không sinh vào cùng các loài ngạ quỷ. Đây là loại quỷ đói, có loài quỷ bụng rất to,
có loài quỷ cổ họng nhỏ như cây kim, có hình, không hình, vài loại có thân hình, có loại không thể nhìn thấy. Chúng không có thân hiện thực. Loài quỷ ấy vô hình nhưng có ý thức, chúng ta không thể thấy. Nhưng nếu quý vị có ngũ nhãn, năm loại mắt, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và lục thông, sáu loại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ác sẽ dễ dàng nhận thấy chúng. Có tưởng, không tưởng, có vài loại khả dĩ suy tưởng, có loại không thể nghĩ tưởng, chúng như gỗ, như đá. Và một người trì tụng chú Lăng Nghiêm sẽ không sinh vào những nơi dữ như thế. Từ đời này cho đến đời sau, họ không bao giờ sinh vào các nơi có quỷ đói hoặc các loài quỷ khác. Kinh văn: thiện nam tử đó, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc giữ, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào các nơi bần cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Giảng giải: thiện nam tử đó, hoặc đọc chú từ sắc, hoặc tụng theo trí nhớ, hoặc viết cẩn thận, hoặc chép, hoặc đeo bên mình người ấy, hoặc giữ lại trong nhà, hoặc dùng nhiều cách cúng dường thần chú này. Cúng dường chú Lăng Nghiêm do hóa thân Phật tuyên thuyết, tốt nhất là dùng các loại hương, hoa, đèn, nến, trái cây. Như vậy thì kiếp kiếp không sinh vào các nơi bần cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Tôi từng nói, nếu quý vị nhớ rõ chú Lăng Nghiêm, tức tâm trí thông thuộc từng câu chữ, thì khi trì chú, quý vị sẽ vào được chánh định. Tụng đọc được một cách lưu loát, trôi chảy, ít nhất quý vị cũng có được sức khỏe trong 7 đời. Nếu quý vị liên tục tụng chú như vậy, từ đời này đến đời sau, quý vị sẽ có sức khỏe trong 7 đời, hoặc 700, hoặc 7.000, hoặc cả 7 triệu đời, đều có được sức khỏe. Hẳn nhiên, cũng không phải là cố định như vậy. Khi quý vị muốn mình là người khỏe mạnh, tất nhiên sẽ được. Có khi quý vị cảm thấy đầy đủ và hài lòng về chính mình, bởi vì các tỷ phú cũng có vấn đề riêng của họ mà chúng ta không thích. Khi quý vị có thể thành Phật, và một khi đã thành Phật rồi thì chẳng còn vấn đề gì. Đấy là trong trạng thái như nhiên bất động, người mãi luôn ngời sáng rỡ ràng. Một người trì chú và trân trọng bằng mọi cách sẽ không sinh vào các nẻo khổ, không có ưa thích. Quý vị không thể xa vào các nẻo như vậy, cho dù có muốn cũng không được. Tại sao? Đấy là do chú Lăng Nghiêm thúc đẩy, nhắc nhở quý vị không được vào đường xấu ác như thế. Kinh văn: các chúng sinh đó, cho dù chính mình không làm việc phúc, mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Giảng giải: các chúng sinh đó tụng về trì chú Lăng Nghiêm, cho dù chính mình không làm việc phúc, họ không bao giờ làm các việc thiện, hoặc có được niềm vui. Khi ấy, mười phương Như Lai có các công đức đều ban cho những người như thế. Tại sao phải làm như vậy? Vì đó là những người tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc đọc, hoặc biên chép. Họ không được may mắn, các Phật trong mười phương sẽ ban cho họ. Kinh văn: do vậy, họ được trong những kiếp hằng xa A Tăng Kỳ, không thể nói, không kể xiết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu, hằng không phân tán. Giảng giải: do vậy, họ được trong những kiếp hằng xa A Tăng Kỳ, không thể nói, không kể xiết, thường cùng chư Phật. Hằng xa là các sông hằng, chỉ số lượng rất nhiều. A Tăng Kỳ cũng là số lượng lớn, có nghĩa vô số trong ngôn ngữ Sanskrit. Đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như quả ác xoa, cùng một chỗ huân tu, hằng không phân tán. Sinh một chỗ không phải là cùng một nơi sinh,
mà là sinh vào thời có Phật trong thế gian này. Một trong tám nỗi khổ là sinh trước hoặc sau khi có Phật. Sống vào thời có Phật, tất sẽ có được vô vàn công đức. Quả ác xoa, mỗi chùm có ba quả liền nhau, không thể tách riêng ra được. Cũng vậy, những người sống nơi Phật cũng sẽ ảnh hưởng sự tu dưỡng, họ không bao giờ xa rời khỏi Phật. Kinh văn: vậy nên, có thể khiến cho người phá giới mà giới căn cũng được thanh tịnh, người chưa phá giới. Kinh văn: vậy nên, có thể khiến cho người phá giới mà giới căn cũng được thanh tịnh, người chưa được giới, khiến cho được giới. Người chưa tinh tấn, khiến cho tinh tấn. Người không trí tuệ, khiến được trí tuệ. Kẻ chẳng thanh tịnh, chóng được thanh tịnh. Kẻ chẳng giữ trai giới, tự thành có trai giới. Giảng giải: vậy nên, có thể khiến cho người phá giới mà giới căn cũng được thanh tịnh. Ngay cả người phá giới cũng được giới trở lại, nếu như người đó thật lòng trì tụng chú Lăng Nghiêm hằng ngày. Về căn bản, người nào phá giới sẽ không được cứu độ, nhưng nếu tụng chú này thì giới căn sẽ được thanh tịnh. Tụng ở đây không có nghĩa là đọc tụng cho qua, mà tâm ý quý vị phải hoàn toàn tịnh chỉ khi trì chú như tôi đã nói qua. Khi chú khởi từ tâm và quay trở về tâm quý vị, điều đó có nghĩa là tâm chú, tâm của chú, tâm của chú, tâm chú. Chú và tâm của quý vị trở thành một, không có sự phân biệt đôi đường. Quý vị đừng quên, đấy là sự tự tụng. Quý vị không tụng, nhưng nó vẫn đang tụng. Quý vị đang tụng, nhưng hầu như quý vị không hiện diện. Ngay cả khi không muốn tụng, nó vẫn đang đọc tụng. Chúng ta đang nói về tụng chú trước khi giảng kinh. Và đấy là cách đặt định căn bản, đề ra một cách thức cho quý vị. Hẳn nhiên, đây cũng không hẳn là lúc giảng về chú, quý vị có thể tụng thần chú bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là loại trừ đi mọi nghĩ tưởng để chỉ tập trung tâm ý, gọi là nhất tâm, là tâm chuyên nhất. Sự đọc tụng thành liên tục và không có suy nghĩ gì khác, giống như dòng nước miên man xuôi chảy và con sóng này nối tiếp con sóng khác, như cơn gió thoảng qua không hình bóng, nhưng tất cả đều biết là nó đang hiện diện. Dòng nước trôi xuôi và gió thoảng, sướng âm vang giáo lý đại thừa. Âm thanh của nước là gió, nói lên giáo pháp đại thừa và tất cả đều là tâm của thần chú Lăng Nghiêm. Người chưa tinh tấn khiến cho tinh tấn, người không trí tuệ khiến được trí tuệ, kẻ chẳng thanh tịnh chóng được thanh tịnh, kẻ chẳng giữ trai giới tự thành có trai giới. Người chưa tinh tấn, chưa học hỏi nghiên cứu giáo lý Phật cũng có thể khởi phát sức mạnh do tụng chú Lăng Nghiêm một thời gian dài. Người không trí tuệ sẽ được trí tuệ. Xem thế, một kẻ có ngốc nghếch, tâm trí chậm lục cũng được mở mang, sáng suốt. Kẻ chẳng thanh tịnh sẽ mau chóng được thanh tịnh. Nếu quý vị có tu dưỡng và chưa được thanh tịnh, nếu quý vị phá giới, bỏ ngang việc ăn chay, phạm sự bất tịnh một thời gian dài, nhưng nếu quý vị không quên tâm chú này, cũng vẫn mau chóng được thanh tịnh trở lại. Một khi muốn thay đổi, chúng ta sẽ được thanh tịnh. Tôi chẳng biết ở đây có nhiều vị thích học Phật, nhưng thân tâm chưa được thanh tịnh. Điều đó cũng không sao, chỉ e là quý vị không chịu học. Vì nếu học, sẽ có lúc quý vị trở nên thanh tịnh. Còn như quý vị không chịu học, nói: tôi không muốn trở nên thanh tịnh, tôi không muốn mạnh mẽ, tôi thích lười, tôi không biết gì hơn. Nếu thế thì chẳng còn gì để nói. Đấy có thể là nguyên do người ta không trì trai để thành người ăn chay theo cách tự nhiên.
Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm đến độ tâm ý hoàn toàn chú định khi ấy, kẻ gió cũng chẳng thổi qua, mưa cũng không sao thấm ướt. Chừng ấy, quý vị không trì trai thì quý vị vẫn tự động ăn chay. Tại sao? Vì tư tưởng quý vị không tản mạn, rời rạc, gốc rễ ham muốn không còn, những ưa thích ăn các món thịt, cá không còn khuấy động tâm quý vị. Kinh văn: A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, dễ như có phạm giới cấm khi chưa thọ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới, bất luận nặng nhẹ, một thời đều tiêu diệt. Giảng giải: đoạn này giải thích rất rõ ràng. A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, dễ như có phạm giới cấm khi chưa thọ trì. Nếu như hiện tại trì chú, nhưng trước đó từng phạm giới, phá giới, thì sau khi trì chú, các tội phá giới, bất luận nặng nhẹ, một thời đều tiêu diệt. Tất cả mọi giới hạnh bất tịnh đều không còn, ngay cả bốn giới Ba La Di cũng vậy. Ba La Di là một trọng tội không thể hối cải được. Nhưng nếu tụng chú Lăng Nghiêm, người ấy sẽ được bảo vệ và trở nên trong sạch, giống như nước sôi rưới vào nắm tuyết vậy. Kinh văn: dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch, tất cả các Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, Quỷ Thần không cho đó là lỗi. Giảng giải: ngũ tân là năm thứ, tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén là những loại gia vị phổ biến. Các loại này đều có hương vị nồng, ăn vào dễ phát dâm và nóng tính. Nhưng dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các loại không sạch trước đó, khi đã trì chú thì tất cả các Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, Quỷ Thần không cho đó là lỗi. Quý vị thường tụng và trì chú Lăng Nghiêm, các Phật, Bồ Tát và Pháp Sư đều không trách quý vị trước đó là không trong sạch. Kinh văn: dù có mặc y phục cũ rách không sạch, thì việc đi, việc đứng thảy đồng như thanh tịnh. Dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này thì công đức cũng như vào tràng, hành đạo chẳng có khác gì. Giảng giải: dù có mặc y phục cũ rách không sạch thì việc đi, việc đứng. Trong đoạn trước nói về đạo tràng, Đức Phật có dạy phải mặc y mới, nhưng ở đây Ngài lại bảo điều đó không cần thiết. Nếu không có y mới thì cứ mặc y cũ. Khi quý vị thực hành tu tập trong suốt 3 tuần, quý vị cũng sẽ trở nên trong sạch. Bởi vì năng lực thần chú sẽ làm cho y phục mới hoặc cũ đều được trong sạch. Quý vị sẽ ngạc nhiên, vậy tại sao Phật lại bảo phải mặc y mới khi vào đàn? Thực sự, chúng ta mặc y mới là thể hiện lòng tôn kính, sự tôn kính tuyệt đối và rất đỗi trong sạch. Dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, quý vị không cần thiết phải vào đạo tràng. Việc tu tập có thể bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Cho dù cũng chẳng hành đạo, ngay cả không tu dưỡng mà trì tụng chú này, đấy là tất cả những gì mọi người có thể tu tập, thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo chẳng có khác gì. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, thì công đức của quý vị chẳng khác gì vào đàn tràng hành đạo vậy. Thực sự, cái đức của thần chú này là hết sức phi thường. Kinh văn: dù gây tội nặng như ngũ nghịch, vô gián và phạm những tội tứ khí, bát khí của tỳ kheo, tỳ kheo ni, khi tụng chú này rồi thì như cơn gió mạnh thổi tan đóng cát. Mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt, chẳng còn chút mảy may gì. Giảng giải: dù gây tội nặng như ngũ nghịch, vô gián, trong Phật đạo có 5 tội rất nặng: 1. Giết mẹ; 2. Giết cha; 3. Giết bậc A-la-hán; 4. Phá hòa hợp tăng; 5. Làm chảy máu thân Phật.
nếu làm tổn thương thân Phật bằng con dao hoặc vật nhọn hoặc bất cứ thứ gì làm chảy máu thân Phật đều phạm tội rất nặng. Tôi không còn thấy Phật, Đức Phật đã rời khỏi thế gian, vậy tôi không phạm vào lỗi này. Không phải vậy, bởi vì bôi xóa hoặc phá vỡ hình ảnh Phật cũng gọi là làm chảy máu thân Phật. Ngay cả ảnh Phật cũng vậy, sự hủy hoại hình ảnh Phật khi Ngài không còn tại thế cũng phạm tội. Vô gián là hậu quả của trọng tội. Kẻ phạm tội sẽ bị 10 con quỷ đưa đi trừng phạt. Nhưng phạm phải 5 tội nặng như đã nêu thì sự trừng phạt rất khốc liệt. Kẻ ấy tất phải vào ngục vô gián. Loại địa ngục này tôi cũng đã nói qua. Ở đấy có rất đông tội nhân, do đó nên gọi là vô gián, tức không có khoảng trống. Gọi là vô gián vì tội nhân liên tục chịu khổ đau, không bao giờ dừng dứt. Phạm những tội tứ khí, bát khí của tỳ kheo, tỳ kheo ni, có 3 nghĩa: 1. Khất sĩ, 2. Phá phiền não, 3. Bố ma. Tỳ kheo ni là thành viên nữ trong tăng già, có 4 tội ba la di là 1. Dâm, 2. Sát, 3. Đạo, 4. Vọng ngữ. Đấy là 4 giới căn bản. Nếu phạm phải bất cứ tội nào trong 4 giới ấy đều phải bị loại khỏi tăng già, đạo Phật. Điều ấy chẳng khác nào đem Phật phá vất xuống biển vậy. 4 tội ba la di thuộc về tỳ kheo. Đối với tỳ kheo ni có 8 tội ba la di. Ngoài 4 tội thuộc tỳ kheo thêm 4 tội khác. 5. Ma xúc, 6. Bát sự, 7. Phú tàn tha, 8. Bất tùy thuận. Ma xúc theo giải thích của giới luật là đụng chạm vào thân thể phụ nữ khi có ý dâm. Đối tượng đụng chạm với ý dâm có thể là nữ, là nam, hoặc tỳ kheo, tỳ kheo ni, người thế tục, đều phạm phải trọng tội. Nếu không có lòng ham muốn dâm dục thì không phạm giới. Bát sự, tức 8 điều ngăn cấm trong ba la di. Tỳ kheo ni khi tiếp chuyện phải luôn ở nơi công cộng, thoáng đãng, không được tiếp riêng một người đàn ông nơi vắng vẻ hoặc phòng riêng. Nói chung, tỳ kheo, tỳ kheo ni, một nam, một nữ, không được ở chỗ riêng với nhau. Khi phạm tội này, tỳ kheo có phần nhẹ hơn tỳ kheo ni. Phú tàn tha, biết đồng hữu phạm tội nhưng cố tình che giấu, không báo cho mọi người biết. Bất tùy thuận, theo luật người xuất gia, mỗi tháng có 2 lần đọc tụng giới bản, vào ngày mồng 1 và ngày 15 trong tháng. Tỳ kheo ni đọc tụng giới phải có tỳ kheo chủ trì, họ không được tự mình thuyết giới. Nếu không làm đúng như vậy thì phạm tội bất tùy thuận. Nhưng nếu người đó phạm phải các tội nặng như vậy, khi tụng chú này rồi thì như cơn gió mạnh thổi tan đống cát, mọi nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ dứt, chẳng còn chút mảy may gì. Cho dù là phạm tội ngũ nghịch, phạm 4 tội, 8 tội ba la di, tụng thần chú này sẽ bay biến tất cả, như một cơn gió mạnh thổi tan đống cát. Đấy là năng lực phi thường của chú Lăng Nghiêm. Kinh văn: A Nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng, vô số kiếp đến nay đã có tất cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc, tụng, viết, chép chú này, giữ đeo bên mình hay để nơi chỗ ở, nhưng trang, trạch, vườn, quán. Như vậy, mọi nghiệp chứa nhóm từ trước đều tiêu tán như nước sôi làm tan tuyết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Giảng giải: A Nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay đã có tất cả mọi tội chướng nhẹ nặng, nhưng trong các đời trước chưa kịp sám hối, họ chưa từng có được cơ hội để sám hối lỗi lầm và sửa đổi. Sám là nêu ra những sai lầm trước đó, hối
là thay đổi, sửa chữa, không tái phạm tội. Nếu biết đọc chú Lăng Nghiêm hoặc tụng, viết, chép chú này, tụng chú phải trong một thời gian dài. Đức Phật không nói tụng một hoặc hai lần. Ý của Ngài là phải thực hiện việc tụng đọc lâu dài, hoặc là giữ đeo bên mình. Khi đeo chú, phải đeo trên cổ, trước ngực. Đấy là cách biểu hiện sự tôn kính, không được cất, mang ở phần dưới thân. Càng trân trọng, tôn kính thì chú càng có hiệu nghiệm. Hay để nơi chỗ ở như trang, trạch, vườn, quán. Như vậy, mọi nghiệp chứa nhóm từ trước, tức những tội lỗi tích tập trong nhiều đời đã qua, đều tiêu tán như nước sôi, làm tan tuyết. Mọi tội lỗi đều thức thì tan biến hết, không bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Kinh văn: Lại nữa, A Nan, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai, con gái mong cầu có thai, nếu biết chí tâm nhớ niệm chú, hoặc trên người đeo chú Tát Đát Đa Bát Đát La này, thì được sinh được con trai, con gái có phúc đức trí tuệ. Giảng giải: Lại nữa, A Nan, và Đức Phật nói tiếp, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai, con gái mong cầu có thai, tỷ như những người đàn bà thích làm mẹ, họ muốn có thai, nếu biết chí tâm nhớ niệm chú, hoặc trên người đeo chú. Chú tâm là tâm ý chuyên nhất, cũng có nghĩa là tâm tuyệt đối chân thành. Họ có thể tụng chú theo trí nhớ, hoặc dùng sách, hoặc họ thỉnh cầu cao tăng viết cho bài tâm chú và đeo bên mình. Tát Đát Đa Bát Đát La có nghĩa đại bạch tán cái, lòng trắng lớn. Khi quý vị mang bài chú ấy trên người hoặc nhớ trong tâm, chiếc lòng ấy sẽ che chở và giúp ích những mong muốn của quý vị. Người đàn bà ước mong có con, họ sẽ có được con phúc đức trí tuệ. Kinh văn: Người cầu sống lâu sẽ được sống lâu, người cầu quả báo mau được viên mãn sẽ mau chóng được viên mãn. Kể đến về thân bệnh, sắc lực cũng được trọn vẹn như vậy. Giảng giải: Người tụng chú Lăng Nghiêm và cầu sống lâu sẽ được sống lâu. Người mong cầu quả báo sớm sẽ được viên mãn, sẽ mau chóng được viên mãn. Chẳng hạn, người phụ nữ hy vọng tương lai có người chồng tốt, họ sẽ được như vậy. Đối với người đàn ông cũng vậy, đó là ý nghĩ mong cầu điều gì cũng sẽ được như vậy. Người mong cầu giàu sang và danh vọng sẽ được giàu sang, danh vọng. Người mong cầu sống lâu sẽ được sống lâu. Cầu có con trai sẽ được con trai. Cầu có con gái sẽ có con gái. Mọi mong cầu đều sẽ được, kể đến về thân mệnh, sắc lực cũng được trọn vẹn như vậy. Tất cả những mong cầu đều đạt được. Mong muốn có tuổi thọ cũng vậy. Kinh văn: Sau khi mạng chung, tùy nguyện được vãng sinh trong 10 phương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống chi là các tạp hình. Giảng giải: Sau khi mạng chung, tùy nguyện được vãng sinh trong 10 phương quốc độ. Nếu quý vị muốn tái sinh vào phương Đông với Phật A Xúc, hoặc phương Tây với Phật A Di Đà, hoặc phương Bắc, phương Nam, tùy quý vị có thể cầu tái sinh vào bất cứ quốc độ Phật đều được. Chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống chi là các tạp hình. Là con người, quý vị sẽ không tái sinh là kẻ thấp kém hạ tiện, thậm chí cũng chẳng sinh làm thú vật. Kinh văn: A Nan, nếu các cõi nước, các châu, huyện, làng xóm bị nạn đói kém, dịch bệnh, hoặc ở những nơi có đao binh, giặc loạn, đánh nhau, và những nơi có ách nạn, viết thần chú này đặt trên 4 cửa thành cùng các tháp hay trên ràng phan, và khiến chúng sinh có trong cõi nước kính trước chú này, cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân mỗi mỗi người đeo chú trên người, hoặc để ở nơi chỗ ở, thì tất cả tai ách đều tiêu diệt. Giảng giải: A Nan, nếu các cõi nước, các châu, huyện, làng xóm chỉ chung một nơi nào đó, hoặc rộng lớn như lục địa,
hoặc nhỏ như làng xóm. Khi đói kém, hạn hán kéo dài, cỏ cây khô héo, hoặc có khi mưa lũ ngập chìm cả hoa màu, lương thực, hoặc dịch bệnh bùng phát, gây hại biết chừng nào, hoặc ở những nơi có đao binh, giặc loạn, đánh nhau, và những nơi có ách nạn. Ở các nơi khó khăn, nguy hiểm như thế, nên viết thần chú này đặt trên bốn cửa thành cùng các tháp, có thể đặt phía trên các cửa. Tháp là nơi đặt xá lợi Phật hoặc Thánh Tăng, hay có thể đặt trên tràng phan, tức cờ phướng. Cũng có thể viết chú trên lá phướng và đặt trên cao nhất như tháp đồng hồ hoặc cột cờ, và khiến chúng sinh có trong cõi nước kính rước chú này, cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến trong nhân dân nơi xứ ấy mỗi mỗi người đeo chú trên người hoặc để nơi chỗ ở, có thể mang theo chú bên người hoặc để ở nơi sinh sống, thì tất cả tai ách đều tiêu diệt, mọi sự bất hạnh và quỷ dữ đều xa lánh hết. Công đức của chú Lăng Nghiêm rất vi diệu, quý vị không thể nào hình dung được sự lạ lùng kỳ diệu ấy. Có người cho rằng tu tập không cần thiết phải thiền định hoặc phải học kinh điển. Không phải vậy. Người khác thì nghĩ chỉ cần tụng chú và học kinh, không cần đến thiền định. Điều này cũng không đúng. Có người nghe nói về hiệu quả và năng lực của thần chú, họ nghĩ thế thì chỉ nên đọc chú, khỏi tu hành gì khác. Thái độ như vậy là rất cực đoan. Trong việc tu tập, quý vị phải chọn lấy pháp trung đạo, không thiên lệch, cũng chẳng thái quá. Thần chú thực sự có hiệu nghiệm, nhưng quý vị cũng phải phát huy định lực của chính mình. Bản kinh này xác định chú là hữu hiệu, nhưng điểm tinh yếu nhất của sự tu tập ở đây là giảng giải pháp môn, quay trở lại lắng nghe tự tánh của chính mình. Đấy là pháp môn viên mãn của nhị căn. Vậy nên, ngay cả khi quý vị tụng chú, có nghĩa quý vị quay trở lại lắng nghe tự tánh, trở lại với ánh sáng rạng rỡ từ tâm. Khi tụng chú thì tâm là chú và chú là tâm. Cả hai không thể phân chia. Tâm và chú là hai nhưng không phải hai. Mặc dù là hai nhưng nó là một. Nếu được vậy thì mọi điều quý vị mong muốn đều sẽ đạt được. Nếu chú và tâm quý vị thành một khối duy nhất, quý vị sẽ được định của thiền. Quý vị nên chú ý điều này. Kinh văn: A Nan, chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào nơi nào có được chú này thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, chúng dân an vui. Giải thích: A Nan, chúng sinh trong cõi nước, chỗ nào nơi nào có được chú này thì thiên long vui mừng và mưa gió thuận thời, không phải lo lắng vì thiếu thốn thức ăn. Ngũ cốc được mùa, các loại cây lương thực đều được gặt hái tốt đẹp, chúng dân an vui. Kinh văn: lại có thể trấn được tất cả các ác tinh, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị, tai chướng không khởi lên, người không chết bất ngờ, chết yểu, gông cùm, xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng. Giảng giải: đoạn này nói mọi người đều có thể tránh khỏi ác mộng, lại có thể trấn được tất cả các ác tinh. Chú có thể kiểm soát được các hung tinh, giống như một người trí tuệ điều hành xứ sở của mình theo đúng hướng, mọi người xấu ác đều sửa đổi, mọi vấn đề được giải quyết dễ dàng. Khi một người dùng đức cai trị, dân trong xứ sẽ phục tùng họ. Ở đây, thần chú giống như một thủ lĩnh đạo đức, kiểm soát được mọi điều xấu, mọi biến cố bất hạnh. Những hung tinh ấy, chúng tùy nơi mà biến ra nhiều điều quái dị. Chúng mang đến bao điều tai họa đáng sợ, nhưng tai chướng không khởi lên, người không chết bất ngờ, chết yểu. Chết bất ngờ là hoạch tử, chết cách đột xuất, chẳng hạn tai nạn xe cộ hay máy bay nổ tung, hoặc đâm xuống biển, hoặc chết cháy. Đoạn này nói về nguyên nhân, còn người chết khi họ không muốn chết, khi họ chưa chuẩn bị để chết.
Cái chết bất ngờ thường là ám chỉ cái chết của trẻ. Mọi cái chết trước tuổi 30 đều được coi là bất ngờ, vì cuộc sống như vậy là không thọ. Gông cùm, xiềng xích không mang vào thân, ngày đêm ngủ yên, thường không ác mộng, không có ma quỷ nào đến quấy phá. Kinh văn: A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tinh tai biến, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng, có thể sinh ra các tai nạn kỳ dị cho chúng sanh. Giảng giải: A Nan, cõi ta bà này có 84.000 ác tinh tai biến, có vô số ác tinh liên hệ với thế giới chúng ta đang sống, 28 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ. Mặc dù có 28 loại ác, nhưng chúng có thể cũng là thiện. Ở Trung Quốc, 28 chòm sao phân chia thành 4 hướng, mỗi hướng có 7 sao. Theo thiên văn Trung Quốc, các chòm sao được đặt định tương ứng với thời gian, ngày, giờ. Mỗi chu kỳ là 28 ngày theo tháng âm lịch. Nếu một người thiện, các sao dữ sẽ biến thành thiện. Nếu như người ở nơi dữ thì các thiện tinh cũng sẽ biến thành hung tinh. Do đó, không có vì sao nào nhất định là hung, là cát. Điều đó còn tùy thuộc ở nghiệp quả và cách hành vi thiện ác. Ở đây nói đến các ác tinh và chú Lăng Nghiêm có công năng hóa giải. Theo bản kinh, những ác tinh đó là điềm xấu, chỉ mang lại bất hạnh. Đối với các ác tinh, biểu hiện cho điềm dữ. Nếu một người thiếu đi thiện căn hoặc kém phúc đức, dĩ nhiên người đó sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nhưng nếu anh ta trì tụng chú Lăng Nghiêm, những bất lợi kia sẽ biến thành lợi lạc cho người đó. Lược kê 28 sao. Thứ 5, giác, đầu, khuê, tỉnh. Thứ 6, can, ngưu, lâu, quỷ. Thứ 7, đề, nữ, vị, liễu. Chủ nhật, phòng, hư, mão, tinh. Thứ 2, tâm, nguy, tất, trương. Thứ 3, vĩ, thất, chủng, dực. Thứ 4, cơ, bích, xâm, chẩn. Lại có 8 đại ác tinh làm chủ: 1. Mộc tinh, 2. Hỏa tinh, 3. Thổ tinh, 4. Kim tinh, 5. Thủy tinh, 6. La hầu, 7. Kế đô, 8. Tuệ tinh. Có vài thiên thể rất đáng sợ, một số khác tốt đẹp hơn. Trong suốt các vương triều ở Trung Quốc, có sao chổi từng xuất hiện. Thực sự, sao chổi, tuệ tinh, ấy là gì? Đấy là một đứa bé mặc áo ngủ màu đỏ. Nó đi dạy các trẻ khác hát. Khi mọi trẻ con cùng hát, thì sứ ấy đã đến hồi kết thúc. Điều ấy ám chỉ, khi có sao chổi xuất hiện, thì chính quyền thay đổi, tân hoàng đế sẽ đứng lên trị vì đất nước. Những biến cố của vận mệnh thường không thấy biết được. Có những trường hợp đặc biệt nảy sinh bất thường và luôn luôn là điểm không hay. Các biến cố, các tình huống bất thường ấy báo hiệu sự việc có chiều thay đổi và mất cân bằng, không chính xác. Kinh văn: Nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt, lấy 12 do tuần làm vòng kiết giới, các tai biến hung hiểm hẳn không vào được. Giảng giải: Nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Ở nơi có chú Lăng Nghiêm, mọi biến cố tai ương đều bị tiêu diệt. Lấy 12 do tuần làm vòng kiết dưới. Giảng giải: Nơi nào có chú này thì tất cả đều tiêu diệt. Ở nơi có chú Lăng Nghiêm, mọi biến cố tai ương đều bị tiêu diệt. Lấy 12 do tuần làm vòng kết giới. Sự kết giới do trì tụng chú sẽ làm thành nơi an toàn. Chẳng hạn, người tụng chú Lăng Nghiêm hướng về phương Bắc, về phương Đông, phương Nam, phương Tây. Ở mỗi hướng khi tụng chú, giới, ranh giới, cõi.
được kết trong khoảng 12 do tuần. Một tiểu do tuần là 40 dặm Trung Quốc, khoảng 13 dặm Anh. 12 do tuần ở đây là đại do tuần, khoảng 96 dặm Trung Quốc, 32 dặm Anh. Bao quanh khoảng khách ấy là khu vực an toàn, tất cả các loài ma quỷ không thể xâm phạm quấy phá được. Các tai biến hung hiểm hẳn không vào được. Vì vậy, bất cứ nơi nào chú Lăng Nghiêm được thực hiện, mọi người ở nơi ấy đều được gia hộ. Trong khu vực được kết giới, mọi tai ương, họa hại đều bị diệt. Kinh văn: vậy nên Như Lai tuyên dạy chú này, bảo hộ cho những người tu hành sơ học trong đời. Giảng giải: vậy nên Như Lai, Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên dạy chú Lăng Nghiêm này, bảo hộ cho những người tu hành sơ học trong đời vị lai vào Tam Ma Đề. Họ sẽ đạt được định lực, thân tâm thư thái, được đại an ổn. Họ có được lòng thanh tịnh, thoát mọi lo lắng, khổ não. Kinh văn: không còn các ma, quỷ thần và những oan khiên đời trước, nghiệp cũ nợ xưa, từ vô thủy tới nay đến khuấy hại. Giảng giải: không còn các ma, quỷ thần và những oan khiên đời trước khuấy rối người trì chú này. Mọi bất hạnh đều là từ những sai lầm, tội lỗi đã tạo nên từ các đời đã qua. Đấy chính là nghiệp cũ, là cái nhân tạo tác trước đó. Những chướng ngại của nghiệp làm thành nợ xưa từ vô thủy tới nay. Chẳng hạn kẻ nào đó giết người, tất nhiên người đó phải trả lại mạng sống còn nợ. Nếu ăn thịt ai đó, y cũng phải trả lại mối nợ xương thịt đó. Mọi món nợ đều phải trả. Nhưng nếu trì tụng chú Lăng Nghiêm thì mọi bất hạnh do nghiệp, do nợ nần đều không đến khuấy hại. Chẳng có gì có thể gây hại cho quý vị. Kinh văn: ông cùng những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, y theo lời dạy của ta mà lập đàn tràng, đúng theo pháp mà trì giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thọ giới. Đối với chủ tâm này, không sinh lòng ngờ hối. Những thiện nam tử như thế, chính nơi thân do cha mẹ sinh ra, nếu chẳng được tâm thông, thì mười phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Giảng giải: ông A Nan cùng những người hữu học trong chúng và những kẻ tu hành đời vị lai, kể cả trong đời hiện tại, nếu như mọi người đều y theo lời dạy của ta mà lập đàn tràng, cách lập đàn như đã nói qua, và đúng theo pháp mà trì giới, gặp được tăng chúng thanh tịnh, chủ trì việc thọ giới. Tăng chúng thanh tịnh là những người không phạm giới, và đối với chú tâm này không sinh lòng ngờ hối, không một chút nghi ngờ gì về chú này. Những thiện nam tử như thế, theo lời chỉ dạy mà thành lập đạo tràng, gặp được tỳ kheo trong sạch, giữ trọn giới hạnh. Và đấy là nguyên nhân và điều kiện cần thiết. Và chính nơi thân do cha mẹ sinh ra, nếu chẳng được tâm thông, tức nếu họ không trở nên giác ngộ và được ngũ nhãn lục thần thông, thì mười phương Như Lai bèn là vọng ngữ. Chư Phật trong khắp mười phương đều nói lời không thật. Kinh văn: Phật dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang trong hội đồng thời đứng trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo Bồ Đề như vậy. Giảng giải: Phật Thích Ca Mâu Ni dạy lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang trong hội đồng thời đứng trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: như lời Phật dạy, chúng con phải thành tâm bảo hộ những người tu đạo Bồ Đề như vậy. Chúng con sẽ bảo hộ tất cả những người thành tâm tu theo pháp môn này để đạt được đạo Bồ Đề. Kinh văn: lúc bấy giờ, Phạm Vương và Thiên Đế Thích, tứ đại thiên vương cùng ở trước Phật, đồng thời đảnh lễ và thưa với Phật: xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Giảng giải: lúc bấy giờ, Phạm Vương,
chủ tể của Đại Phạm Thiên và Thiên Đế Thích, vua trời, tứ đại thiên vương cùng ở trước Phật. Tất cả cùng đứng lên, đồng thời đảnh lễ trước Phật và thưa với Phật: xét có người lành tu học như vậy, chúng con phải hết lòng chí thành bảo hộ, khiến cho trong một đời tu hành được như nguyện. Nếu như thực sự có người tu hành theo lời Phật dạy, tất cả chúng con sẽ thành tâm gìn giữ và bảo hộ họ đạt được ý nguyện. Kinh văn: lại có vô lượng đại tướng Dược Xoa, các vua La Sát, vua Phú Đan Na, vua Cư Bàn Trà, vua Tỳ Xá Già, Tần Na Dạ Ca, các đại quỷ vương và các quỷ soái cũng ở trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: chúng con cũng thệ nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm Bồ Đề mau được viên mãn. Giảng giải: lại có vô lượng đại tướng Dược Xoa, quỷ Tập Tốc, các vua La Sát, loại quỷ ăn thịt người, vua Phú Đan Na, quỷ xú ác hay gây bệnh sốt, vua Cư Bàn Trà, quỷ có hình dạng trái bí đao, gây rũ liệt con người, vua Tỳ Xá Già, đây cũng là loại quỷ rất đáng sợ, Tần Na Dạ Ca, thường gây ra các chướng ngại, các đại quỷ vương và các quỷ soái cũng ở trước Phật, chắp tay đảnh lễ mà thưa với Phật rằng: chúng con cũng thệ nguyện hộ trì cho người đó, khiến cho tâm Bồ Đề mau được viên mãn. Kinh văn: lại có vô lượng Nhật Nguyệt Thiên Tử, Phong Sư, Vũ Sư, Vân Sư, Lôi Sư, cùng với Điện Bá và các Niên Tuế Tùng Quan, chư tinh quyến thuộc cũng ở trong hội đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: chúng con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được không lo sợ. Giảng giải: lại có vô lượng Nhật Nguyệt Thiên Tử, Phong Sư, Vũ Sư, Vân Sư, Lôi Sư, cùng với Điện Bá và các Niên Tuế Tuần Quan. Hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng vào mỗi năm đều có Tuần Quan đi lại giám sát việc thiện ác trong nhân gian. Chư tinh quyến thuộc cũng ở trong hội. Mỗi vì sao đều có quyến thuộc riêng, cùng đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật: chúng con bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được không lo sợ. Chúng con cùng nguyện cho người tu hành bảo hộ người lập đạo tràng, họ sẽ có được sức mạnh, không còn lo sợ. Kinh văn: lại có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả thủy lục không hành, tinh kỳ muôn vật, với phong thần vương cùng chư thiên vô sắc giới, ở trước Như Lai đồng thời đảnh lễ, thưa với Phật: chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả Bồ Đề, hẳn không ma sự. Giảng giải: lại có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả thủy lục không hành, tinh kỳ muôn vật, với phong thần vương cùng chư thiên vô sắc giới, ở trước Như Lai đồng thời đảnh lễ, thưa với Phật: tất cả cùng hành lễ trước Phật. Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành quả Bồ Đề, hẳn không ma sự. Chúng con sẽ bảo vệ những người tu ấy tiến thẳng đến quả Bồ Đề và không bao giờ gặp phải ma sự. Kinh văn: khi ấy 84.000 Na Do Tha, Hằng Hà Sa Câu Chi, Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát ở trong hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật: Thế Tôn, như bọn chúng tôi, công nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ Đề lâu rồi, nhưng không nhận Niết Bàn, thường theo chú này, cứu giúp những người chân chính tu hành Pháp Tam Ma Đề trong thời mạt Pháp. Giảng giải: khi ấy, 84.000 Na Do Tha, số lượng nhiều bằng mấy trăm triệu, Hằng Hà Sa Câu Chi Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát ở trong hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật: Thế Tôn, như bọn chúng tôi, công nghiệp tu hành đã thành tựu Bồ Đề lâu rồi, nhưng không nhận Niết Bàn, thường theo chú này.
Công đức tu hành của chúng con từ lâu đã chứng đạt Bồ Đề, vậy tại sao chúng con không vào Niết Bàn? Đấy là vì chúng con luôn theo giúp những người trì chú này. Chúng con quyết định cứu giúp những người chân chính tu hành Pháp Tam Ma Đề trong thời mạt Pháp. Đấy là những người chân chính thực hiện thiền định, đều sẽ được chúng con bảo vệ, cứu giúp. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào chánh định như thế, dù tại đạo tràng hay lúc kinh hành, cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, đồ chúng con thường phải đi theo hộ vệ người ấy. Giảng giải: Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, người tu tâm vào chánh định như thế, người muốn đạt được định lực, dù tại đạo tràng hay lúc kinh hành, ngồi thiền là công phu thiền định, lúc kinh hành thì hoặc niệm Phật hoặc trì chú, đấy là công phu trì tụng tam muội. Cho đến khi tán tâm đi chơi trong làng xóm, Đức Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát còn bảo vệ cả những người tu không hành thiền, không vào đạo tràng, không kinh hành trì chú. Dù vậy, khi đi chơi chỗ này chỗ nọ, quý vị đều có thể trì chú này. Như vậy, đồ chúng con thường phải đi theo hộ vệ người ấy. Nếu một người khéo trì tụng chú Lăng Nghiêm, tất sẽ có 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát cùng các chúng đi theo bảo vệ. Cho dù người đó đi đến đâu, giống như một đoàn quân đi theo tướng lĩnh của họ vậy. Kinh văn: Cho dù Ma Vương, Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện khuấy phá cũng không thể được. Các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy 10 do tùng, trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiền. Giảng giải: Cho dù Ma Vương, Đại Tự Tại Thiên muốn có được phương tiện khuấy phá cũng không thể được. Bọn họ tìm đủ mọi cách để khuấy phá, nhiễu loạn người tu, nhưng thảy đều không được. Ngay cả các quỷ thần nhỏ phải cách xa người lành ấy 10 do tuần. Các quỷ vương và cả Đại Tự Tại Thiên chẳng khuấy phá gì được người lành ấy, thì quỷ nhỏ cũng phải tránh xa ngoài 275 dặm. Trừ phi họ phát tâm ưa thích tu thiền, ngoại trừ các loài quỷ ưa thích nghe kinh, nghe pháp và tu thiền định, bọn chúng có thể đến đạo tràng để nghe kinh, còn không thì phải tránh xa ngoài 275 dặm. Kinh văn: Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn, quấy phá người lành ấy, chúng con dùng bảo chùy đập nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như nguyện. Giảng giải: Quý vị sẽ nói, sao giáo pháp Kim Cang dữ dội như thế? Các vị ấy bảo sẽ đập đầu bọn quỷ nát như tro bụi. Quý vị có thể hình dung sức mạnh ấy thế nào rồi? Thực ra, Kim Cang Tạng Bồ Tát không nhất thiết phải dùng chùy báu như thế. Chính sức mạnh thiền định của Bồ Tát cũng đủ để trấn áp tất cả rồi. Vì vậy, các vị ấy thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, những ác ma như thế hay quyến thuộc của ma muốn đến xâm lấn, quấy phá người lành ấy, chúng còn dùng bảo chùy đập nát cái đầu như bụi nhỏ, thường khiến cho người tu hành được như nguyện. Ngày nay, trong các nơi đô hội, khi xảy ra những thiên tai, nhân họa, giết người, phóng hỏa, đều có các quỷ vương vô hình ra sức thao túng. Người tu học Phật có năng lực thiền định, khi đạt được ngũ nhãn, sẽ nhìn thấy các ác ma khuấy phá ấy. Vấn đề là người học Phật phải cần thời gian lâu dài, 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm, mới có được vài thuận lợi. Trong khi ấy, thủ pháp bọn quỷ cao xa khó lường và chúng học cũng rất nhanh. Bọn chúng có năng lực rất đáng sợ, thường đi xuyên suốt thế gian, khuấy phá khắp nơi. Tuy nhiên, nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, bọn ác ma ấy sẽ lánh xa. Nếu không có ai trì tụng Lăng Nghiêm, chắc chắn bọn chúng sẽ tha hồ tàn phá thế gian này. Hai cá nhân điên đảo. Kinh văn: Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ nơi chân Phật,
mà thưa với Phật rằng: chúng con ngu độn, tham cầu đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly, nhờ Phật dạy bảo, được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái, được nhiều lợi ích. Giảng giải. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật rằng: chúng con ngu độn, đấy là sự học hỏi và phải nhờ vào trí nhớ của chúng ta. Tham cầu đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly. Chúng ta ưa đọc sách, học tập và nhớ nhiều. Chúng ta thông minh và hiểu biết nhiều, nhưng ngoài tư tưởng và hành động, chúng ta không còn nhận thấy gì khác. Thật sự, mọi người chúng ta không muốn vượt khỏi ba cõi, tam giới, không chú tâm thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy. Nay nhờ Phật dạy bảo, được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái, được nhiều lợi ích. Phật chỉ dạy chúng ta cách thức tu tập, điều ấy khiến cho mọi người cảm thấy rất hạnh phúc, có được nhiều lợi lạc. Kinh văn. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng pháp Tam Ma Đề của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn thì sao gọi là càn huệ địa? Trong 44 tâm, đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Thế nào mới gọi là đẳng giác Bồ Tát? Giảng giải. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng pháp Tam Ma Đề của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn thì sao gọi là càn huệ địa? Bạch Phật, chúng con tu theo pháp này và đạt được chánh định của Phật. Nhưng trước khi đến Niết Bàn còn phải qua nhiều cấp khác nhau, chẳng hạn thế nào gọi là càn huệ địa? Trong 44 tâm, đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Làm thế nào chúng con biết là mình đạt tới địa vị thập địa Bồ Tát, và thế nào mới gọi là đẳng giác Bồ Tát? Phần này sẽ giải thích trong các đoạn sau. Kinh văn. Nói lời ấy xong, nằm vóc gieo xuống đất, cả đại chúng cùng một lòng chăm chỉ mong chờ lời từ của Phật. Giảng giải. Sau khi ông A Nan nói lời ấy xong, nằm vóc gieo xuống đất, A Nan cùng tất cả mọi người trong đại hội dùng năm vóc, tức đầu, đôi chân, đôi tay, cùng gieo xuống đất hành lễ. Cả đại chúng cùng một lòng chăm chỉ mong chờ lời từ của Phật. Mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Phật và chờ đợi Phật nói pháp. Quý vị thử nghĩ Phật sẽ nói gì? Hai cá nhân điên đảo. Kinh văn. Ông A Nan điền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật rằng: chúng con ngu độn, tham cầu đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly, nhờ Phật dạy bảo, được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái, được nhiều lợi ích. Giảng giải. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật rằng: chúng con ngu độn, đấy là sự học hỏi và phải nhờ vào trí nhớ của chúng ta. Tham cầu đa văn, đối với các tâm hữu lậu chưa cầu thoát ly. Chúng ta ưa đọc sách, học tập và nhớ nhiều. Chúng ta thông minh và hiểu biết nhiều, nhưng ngoài tư tưởng và hành động, chúng ta không còn nhận thấy gì khác. Thật sự, mọi người chúng ta không muốn vượt khỏi ba cõi, tam giới, không chú tâm thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy. Nay nhờ Phật dạy bảo, được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái, được nhiều lợi ích. Phật chỉ dạy chúng ta cách thức tu tập, điều ấy khiến cho mọi người cảm thấy rất hạnh phúc, có được nhiều lợi lạc. Kinh văn. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng pháp Tam Ma Đề của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn thì sao gọi là càn huệ địa? Trong 44 tâm, đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Thế nào mới gọi là đẳng giác Bồ Tát? Giảng giải. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng pháp Tam Ma Đề của Phật như thế,
chưa đến Niết Bàn thì sao gọi là càn huệ địa? Bạch Phật, chúng con tu theo pháp này và đạt được chánh định của Phật. Nhưng trước khi đến Niết Bàn còn phải qua nhiều cấp khác nhau, chẳng hạn thế nào gọi là càn huệ địa? Trong 44 tâm đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành? Đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Làm thế nào chúng con biết là mình đạt tới địa vị thập địa Bồ Tát và thế nào mới gọi là đẳng giác Bồ Tát? Phần này sẽ giải thích trong các đoạn sau. Kinh văn: nói lời ấy xong, nằm vóp gieo xuống đất, cả đại chúng cùng một lòng chăm chỉ mong chờ lời từ của Phật. Giảng giải: sau khi ông A Nan nói lời ấy xong, nằm vóc gieo xuống đất, A Nan cùng tất cả mọi người trong đại hội dùng năm vóc, tức đầu, đôi chân, đôi tay, cùng gieo xuống đất hành lễ. Cả đại chúng cùng một lòng chăm chỉ mong chờ lời từ của Phật. Mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Phật và chờ đợi Phật nói pháp. Quý vị thử nghĩ Phật sẽ nói gì? Kinh văn: A Nan, thế nào gọi là điên đảo của chúng sinh? A Nan, do cái tâm bản tánh là minh và tánh minh ấy viên mãn khắp cùng, do đó nên nhân tánh minh phát ra mà vọng kiến nhận là có tánh sinh ra, từ rốt ráo là không lại thành rốt ráo là có. Giảng giải: A Nan, thế nào gọi là điên đảo của chúng sinh? A Nan, do cái tâm bản tánh là minh và tánh minh ấy viên mãn khắp cùng, tánh vốn sáng sở và biến chiếu cùng khắp, do đó nên nhân tánh minh phát ra mà vọng kiến nhận là có tánh sinh ra, vì mê lầm không nhận được bản tánh viên mãn sáng suốt nên sinh ra các thứ hư vọng biến thành vô minh. Vô minh là một loại ảo tưởng, là sự mê muội, do đó nên nghiệp sinh khởi, sinh và tử cũng thành hiện hữu. Do một vọng niệm mà dấy lên tam tế, do tam tế phát triển thành lục thô. Quan điểm này đã được luận đến trong phần đầu của bản kinh. Một khi từ chân khởi vọng thì nghiệp chướng liền sanh khởi, cùng với nghiệp tướng là chuyển tướng và sau cùng là năng kiến tướng. Tam tế tức tướng trạng trực kỳ vi tế: 1. Nghiệp chướng, 2. Chuyển tướng, 3. Năng kiến tướng. Từ tam tế duyên với cảnh giới của hiện tướng mà sinh 6 loại mê tướng, tức lục thô như sau: 1. Trí tướng, tức trí tuệ của thế gian. 2. Tương tục tướng, mọi sự đều diễn tiến không ngớt. 3. Chấp thủ tướng. 4. Kế danh tự tướng. 5. Khởi nghiệp tướng. 6. Nghiệp hệ khổ tướng. Từ rốt ráo là không lại thành rốt ráo là có, đấy là sự biểu hiện của tam tế. Cũng từ vọng niệm sai lầm nên mới hiện diện như vậy. Kinh văn: có cái sở hữu như vậy là do phi nhân làm nhân, và những tướng năng trụ sở trụ rốt ráo không có cội gốc. Đoạn lại từ cái gốc vô trụ ấy mà kiến lập nên thế giới và các chúng sanh. Giảng giải: có cái sở hữu như vậy, sở hữu ở đây đều là do vô minh, vì do một vọng niệm mà dấy lên tam tế, do tam tế phát triển thành lục thô. Mọi sở hữu đều hiện hữu, nhưng là do phi nhân làm nhân. Nhân là nương theo, tại sao gọi là phi nhân? Vì mặc dù tam tế được biết là khởi từ vô minh, và vô minh thì không có thực thể, do đó nó không phải là chỗ nương tựa đáng tin cậy. Và những tướng năng trụ sở trụ rốt ráo không có cội gốc. Từ vô minh hư vọng nên có chúng sanh, do đó những tướng năng trụ sở trụ đều để nương tựa, nhưng lại dựa vào cái gốc vô minh không an trụ ấy thành lập thế giới và các chúng sanh. Như vậy, sự hiện hữu đó là bất thực, hoàn toàn trống rỗng và hư vọng.
kinh văn. Vì mê không nhận ra tánh viên minh vốn có, nên sinh ra hư vọng. Tánh hư vọng không có tự thể, không phải là có chỗ nương tựa. Giảng giải. Vì mê không nhận ra tánh viên minh vốn có, nên sinh ra hư vọng. Mê là hư vọng sinh ra từ chân tánh. Đối với Như Lai tạng tánh, thật sự không có danh, không có tướng. Khi vô minh sanh thì đại dãy vọng động. Từ vọng động, con người không còn nhận ra tánh giác ngộ, tự như đánh mất đi căn nhà của chính mình vậy. Tánh hư vọng không có tự thể, không phải là có chỗ nương tựa. Hư vọng tự nó không phải là thực chất, nó chỉ là hư tưởng, không thực. Do vậy, vô minh không phải là thực chất, nên tam tế cũng chẳng có căn để thực sự. Kinh văn. Muốn cầu trở lại chân tánh, thì cái muốn chân thật đó đã không phải là tánh chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý thì hiển thành những phi tướng. Giảng giải. Muốn cầu trở lại chân chánh thì cái muốn chân thật đó đã không phải là tánh chân như chân thật. Về căn bản, vô minh không có thực chất riêng biệt. Do đó, tam tế thực sự cũng chẳng có cội gốc thực sự gì. Vậy nên thật là sai lầm nếu ông quyết định muốn quay trở lại với chân lý, quay trở lại căn cội để tìm kiếm chân lý. Ông sẽ càng khởi thêm hư vọng. Nếu muốn trở lại với chân tánh, ông đừng gia thêm sự sáng và tánh giác ngộ. Đừng gắn thêm cái đầu đã có, đừng tìm con lừa khi đang cưỡi lừa. Cầu trở lại không đúng chân lý, đừng truy tìm chân lý vọng có. Tốt hơn hết, ông chỉ cần hóa giải vô minh, đó chính là chân lý. Không nhất thiết phải tìm kiếm gì khác. Lý do ông không nắm bắt được chân lý là vì ông đang giữ chặt lấy vô minh. Nếu biết vô minh không có thực chất thì ông đừng khởi vọng tưởng. Đừng tìm kiếm chân lý. Khi vô minh diệt thì pháp tánh tự nhiên sẽ hiển hiện, hiển thành những phi tướng. Không tìm chân lý hoặc loại trừ vọng tưởng, cần thiết là phải phá vỡ vô minh. Như vậy, tự tánh giác ngộ sẽ tức thì hiện hữu. Nhưng nếu vô minh chưa phá mà vẫn kiếm tìm chân lý thì khác nào bỏ gốc nắm lấy ngọn. Một khi vô minh diệt thì tam tế cũng biến mất, cả lục thô cũng vậy.